Kéo vô anh em ơi. Đắt nước lúng luôn. Quá trời nó lúng. Chắc cắt cũng như quá trời. Càng ngày nó càng mít xịn vô không. Rồi được rồi đó. Gọi đó nó đi được có chấn nó đi à. Phải lôi được qua miếng đất chưa chụp rồi đó, nó nhẹ lôi hơn miếng đất này. Tại vì cái này nó chưa có chụp nữa, nó gã nó dính dữ lắm. Đi ra trước chợ cái lú kìa. Ôi đi qua bên kia mới được, để đi đó lú không đó. Đi qua bên kia nhẹ nhẹ đi không cái này. Qua bên đó kìa. Chạy phân hiểm xích trọng dèo lắm, lấy chớn coi. Rồi. Dài quá thì giỡn. Ui, giỡn vậy. Lấy thẳng đi. Thôi dính vô cái lòng rồi. Xíu thôi, đợi qua từ từ. Chứ gắt quá đâu đi được, gắt quá nó bẻ cái máy này nó đâu đi được đâu. Để xéo vậy không đi kìa. Dạ cái lú đó đi, dạy cái lú đó đi. Rồi đó đi đó. Tại vì ba gà chưa chụp nè, nó máng vô máng hoài. Mớ bánh lòng luôn. Hàng gì. Ôi. Dạ trong kéo ngang đi, nó không có đi nổi đâu. Đây nó miếu không mày. Nó chăng cho đổ đất vậy nè. Sao mày dính vô đây không ạ? Đẩy tiếp đi. Tại vì ba gà này nè nó quấn ngoài nè. Ở kia nó có kìa.